Dừng lại một chút để nghe và cảm nhận những câu nói này, nó sẽ khiến bạn phải suy nghĩ đấy. Đời người là một hợp đồng trọn gói, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau. Tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. Mỗi khi buồn, mình thường chẳng nói gì, cũng chẳng muốn ai nói gì với mình. Mình không sợ mình không bước qua được nỗi buồn đó, mà sợ quen với việc được trợ giúp từ ai đó để rồi không thể tự mình làm gì nữa. Nhiều lúc chỉ muốn đeo tai nghe vào, rồi bật thật lớn âm lượng, mặc kệ xung quanh, giả vờ như chẳng có gì, chẳng có ai, chỉ một mình, chỉ mình, ở đây. Im lặng, không phải là bỏ qua, không phải là xem như không có chuyện gì hết, chẳng qua là chán rồi không thèm nói nữa, không muốn ồn ào nữa thôi. Bốn cảm giác đau nhất, đó là thấy buồn mà không khóc được, thấy nhớ nhưng không thể nói ra, thấy cô đơn mà không ai bên cạnh, thấy đau mà vẫn phải mỉm cười. Người khác ít quan tâm đến chúng ta hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, vậy mà chúng ta vẫn cứ tự mình sống trong thấp thỏm sao cho phù hợp với ánh nhìn đó. Khi trưởng thành, bạn sẽ phát hiện bạn có hai bàn tay, một là để giúp đỡ chính mình, hai là để giúp đỡ người khác. Đừng quá dựa dẫm vào người khác, học cách tự mình giải quyết vấn đề, con người phải đối mặt với phức tạp mới dần trở nên thành thục. Trừ bản thân ra, không có ai hiểu được chuyện cũ của bạn có bao nhiêu đau buồn hoặc vui vẻ, kiểu đồng cảm ấy vốn không tồn tại trong thế giới này. Thật ra, con người ta càng trưởng thành, càng tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập đến, cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, khi con người ta trưởng thành, lại càng vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc là để lại bình luận cho mình biết với nhé.